Chết rồi, nãy giờ em hái chưa có được gì hết. Vậy thế thì anh cho em mượn miếng em đổ ở đây cho nó đẹp á. Nặng quá các bạn ơi. Nãy giờ Tiết là cái Tiết giới thiệu mà Tiết chưa có hái trái nặng hết. Giờ Tiết đi xin seri nè. Ai mua seri không? Ai mua seri không? Seri gạch cao nha các bạn ơi. Thích quá rồi các bạn ơi. Đẹp nha các bạn nha. Cái này chắc là bây giờ này mình ăn nó rất là giòn. Ngày mai thì nó chín hơn tí xíu nữa, nó sẽ ngọt hơn và nó không có giòn bằng cái này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kết Lê Tuyết ạ. Hôm nay Tuyết có mặt ở đây là thuộc huyện Gò Công Đông nha các bạn, tỉnh Tiền Giang. Tuyết đi ngang một cái vườn seri này rất là đẹp. Tuyết sẽ quay cho các bạn để giới thiệu vườn seri. Đây là đặc sản của Gò Công, Tiền Giang ở quê hương Tuyết nha các bạn nha. Đây là vườn cây này, nó còn khá là nhỏ nhưng mà cây có rất là nhiều trái, rất là sai trái, rất là hấp dẫn nè các bạn. Nhiều khi mình ở Sài Gòn á, mình ăn rất là nhiều seri nhưng mà mình không được biết là cây seri nó mọc và nó sống và nó được canh tác như thế nào. Thì hôm nay Tuyết sẽ làm clip này để giới thiệu với các bạn nha. Đây nè các bạn, trái của nó nè các bạn nha. Cây này còn nhỏ thôi, thì sau này khi mà cây này lớn lên nó sẽ rất là to, cao hơn cả cái đầu người của mình nữa. Nè bạn ơi, seri nè. Bây giờ là mình hái được rồi nè, mình hái ăn được rồi nè các bạn. Seri chín rồi nè. Mình để qua ngày mai thì nó sẽ chín hơn một tí xíu nữa. Hy vọng rằng các bạn thích clip này và đừng quên nhấn cho Tuyết cái nút đăng ký kênh ủng hộ Tuyết nha các bạn nha. Các bạn ơi, Tuyết đang đi hái seri đây. Đây là Tuyết đã được trang bị một cái nón. Chị chủ nhà đã cho Tuyết một cái nón này và một cái gô này. Khi mà Tuyết hái đầy cái gô này á, là chị Nga sẽ trả tiền công cho Tuyết là 2.000 đồng nha mấy bạn. Còn anh này là ảnh sẽ được giao hái đầy cái xô này thì ảnh được trả 5.000 đồng nha mấy bạn nha. Bây giờ các bạn đi hái seri với Tuyết nha các bạn. Rất là dễ thương nè. Cây nào ngon anh ấy? Nhảy vô đây gần như chỗ này người ta hái nè là được rồi. Bu vô đây, mình bu vô đây mình hái cho vui đi. Đây là vườn của seri của chú Treo nha các bạn. Xã Long Thuận. Xã mình ở xã Long Thuận, ấp gì vậy? Ấp Xóm Vinh, xã Long Thuận. Ấp Xóm Vinh, xã Long Thuận. Thị xã Gò Công các bạn nha. Mình cũng cách chợ Gò Công một đoạn thôi. Chị Nga đây là. Chị Nga đây là cũng chủ vườn seri ở đây nha mấy bạn nha. Một ngày mình hái từ sáng tới chiều luôn hả chị Nga? Hái tới hôm qua hái tới 12 giờ. Dạ. Từ sáng hai người hả chị? Hai người hái tới 12 giờ 93 kg. Từ sáng tới trưa mình hái được 93 kg. Vậy em không biết là mình bán giá được như thế nào hả chị? 5.000 một ký seri. Dạ, seri Gò Công bị rớt giá là rất là tiếc nha mấy bạn. Rồi cái cây seri này là bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay nữa là 2 năm, mình có cây là mới giáp năm. Mà thường nó dậm lại. Mình để nó trồng là lên được bao nhiêu năm, 3-4 năm không? Là cái cây nhỏ mới dậm đằng kia rồi, nó có bên lớn vậy. Rồi dạ. còn cái cây mà khoảng 4-5 năm là người ta bỏ, ta lấy cây khác phải không? 4-5 năm là hái nhiều lắm. Trái nhiều, nó vẫn ra trái nhưng mà nó nhiều. Tàn bự lên là hái nhiều nữa, còn có nhưng mà để cứ dạ. để lớn hoài hay là dạ, cắt bỏ? Lớn hoài. Hái khoảng mười mấy hai chục năm mới có chặt rồi mới dẹp. Dạ. Yeah. Có nhiều người cái vườn seri ngồi dưới đây người ta 20 mấy năm. Dạ. Yeah. Seri này mình trồng được 20 mấy 30 năm luôn hả chị? Cái này mình trồng 2 năm. Mấy cây dặm nhỏ nhỏ là mới dặm lại như năm nay. Dạ. Một ngày là anh với chị hái từ sáng cho tới 12 giờ trưa là được 93 kg cho đến 100 kg nha mấy bạn. Mình chưa có kêu công hái hả chị? Là mình sẽ đeo cái vỏ như thế này nè mấy bạn. Mình hái mình thả ra cho tiện cái mình gom lại. Chị em thấy mấy trái xanh này nó chín chưa? Nó già rồi ha. Là ngày mai nó chín hả chị Nga? Dạ. Hái nè mấy bạn, thấy cực khổ không mấy bạn, mà có 5.000 đồng một ký thôi. Mà hái muốn 17.000 tiếng
Ôi ơi, 17 ngàn một tiếng. Chắc chết. Dạ. Các bạn ơi, mình lựa trái chín mình hái nha. Các bạn ơi, giá sơ ri tại vườn bây giờ chỉ có 5.000 đồng một ký thôi. Rất là tội cho người nông dân của quê hương Tuyết. Nhưng mà bây giờ mình hái được một ký sơ ri là mình phải thuê người hái thì mới có năng suất nhiều. Mà mình thuê người hái một tiếng đồng hồ là 17.000 tiền thuê giờ. Trả tiền 17.000 một tiếng đồng hồ cho cái người hái như Tuyết như vậy nè các bạn. Mà thu hoạch chỉ được có 5.000 đồng một ký thôi. Là mình phải đầu tư thêm rất là nhiều công sức cho cái vườn sơ ri này. Phải nói đây là một cái món đặc sản đã có từ lâu đời của Gò Công quê hương Tuyết. Nhưng mà rất là tiếc là cái năng suất thì nó cũng tốt. Nhưng mà cái giá trị mà thị trường á, thì nó hơi phũ phàng đối với công sức của người nông dân của quê hương Tuyết. Thành ra Tuyết qua cái clip này, Tuyết rất mong quý vị và các bạn sau khi xem clip này sẽ quay lại dùng trái sơ ri để ủng hộ đặc sản của quê hương Tuyết nha các bạn nha. Tại vì trong trái sơ ri rất là tốt, có rất là nhiều vitamin C, rất là tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Nếu mà mình ăn không được á mấy bạn, mình ngại mình làm biếng ăn á, mình có thể dùng cái trái sơ ri xanh như thế này nè. Mình mua sơ ri xanh về mình ép, mình lấy nước mình uống rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Hoặc là khi mà các bạn đi vô quán cà phê á, sinh tố á, mình kêu một nước ly nước ép sơ ri uống rất là tốt. Ăn thử không ha? Các bạn ăn với Tuyết nha. Hồi nãy giờ chưa lo hái mà chỉ mới lo ăn thôi. Cây này là mình được hái rồi á các bạn. CD chín hết rồi, chỉ còn CD xanh thôi. Mà bao nhiêu trái nữa nào các bạn. Nè, mình sẽ hái những cái chín bây giờ nha các bạn nha. Nè, trái chín là trái hườm luôn nè. À, vườn sơ ri của thị xã Gò Công này hôm nay mướn được cái anh này ở bển mới về cho đi hái sơ ri nha các bạn. Anh ở bển ơi, chào quý vị khán giả đi, anh ở bển ơi. 5.000. 5.000 bà con ơi, 5.000 ký. Ngày hôm qua Tuyết đi ngang Trần Đức á mấy bạn, Tuyết mua cái này người ta bán 15.000 một ký. À, cái này lên tới Sài Gòn thì nó có giá là khoảng 18 cho đến 20 ngàn một ký nha các bạn. Còn đi vô siêu thị thì nó khoảng 22 ngàn. Tính ra thì rất là thiệt thòi cho người nông dân nha các bạn. Nè, cũng khá là nhiều nữa các bạn. Cây này mới có 2 năm tuổi thôi nha các bạn. Wow, chết rồi, xin lỗi chú, tôi đã làm gãy cái này rồi, chắc cái này bán được ngàn. Nè, trái nhiều quá nè. Ô, bà con ơi, mấy bạn ơi, trái quá trời luôn nè, thích không mấy bạn? Em dở lên anh hái nha anh đi. Nữa. Ô, mấy bạn ơi. Trái quá trời đó mấy bạn ơi. Trời ơi, bây giờ là thuê một người đứng dở là một người đứng đặt cho nè mấy bạn. Công hái rất là cực nhưng mà bán được có 5.000 đồng thôi các bạn ơi. Đi ra chợ các bạn nhớ mua series, ủng hộ series Gò Công quê hương Tuyết nha mấy bạn. Còn ở đâu nhiều nữa? Mình hôm nay có mướn thêm một người này nữa nhưng mà người này hái series mà sợ nắng nên phải che dù nha mấy bạn. Hồi sáng giờ mình hái được khoảng bao nhiêu ký hả anh ạ? Sáng giờ hái được 60 ký. 60 ký, một thùng vậy là bao nhiêu ký anh? 13 ký. Một thùng như vậy là 13 ký nha mấy bạn. À, anh mới hái hai. Anh với chị hồi sáng giờ hái được 60 ký rồi. Là ngày nào mình cũng hái anh ạ? Dạ. Nặng quá. Đổ qua đây để giới thiệu anh này, nái ngày nãy được nhiêu đây rồi nè. Quá trời luôn. Đổ qua.
là phải hái hai tay mới có năng suất nha các bạn nha. Hái một tay không có năng suất đâu. Như anh này hái là nãy giờ không có được trả tiền công đâu. Anh là lạnh lạc chứ anh đâu có hái. Có một trái siri baby. Phải hái hai tay nha các bạn nha. Lưu 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 lưu. Cái này mình hái là chừng nào mình giao hàng anh? Giao liền. Hái vô có. Anh mới xách hai thùng vô là anh kia tới chở liền đó. À, hái là giao liền luôn. Trái nè mấy bạn. Nóng quá mấy bạn ơi. Cái này nữa bạn ăn nó rất là giòn á, nó đủ độ ngọt rồi. Các bạn ơi, công hái rất là cực khổ nhưng mà trái không có được nhiều, chứ hồi nãy giờ Tuyết hái có một tay thôi, không có được nhiều lắm. Tuyết sẽ kết thúc clip này ở đây các bạn nha. Hy vọng rằng các bạn thích clip này và đừng quên nhấn cho Tuyết cái nút đăng ký kênh ủng hộ Tuyết nha các bạn nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.